cái này là những cái phần đá dương ấy, những cái viên đá là nó không dính vào đất ấy, mà bà con sử dụng được búa với nêm để đập ấy, thì là đã đập hết xuống dưới này rồi. Đấy, làm tít từ trên cao cái xuống này. Hôm qua cái bãi đá trên cái đập này có mấy người? Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn bốn anh em là khác đi lấy đập đá để làm kè ấy, khác. Chúng nghe là nặng, buộc chắc ấy. Không những buộc chắc còn phải buộc cân cơ. Từ từ thôi, xong rồi hạ xuống đây, xong rồi đi xuống dưới không nhấc tiếp. Bước thẳng xuống là không bước đâu. Đi bộ với khiêng từ dưới nhà lên trên này, nhất là cái đoạn đường từ nhà đi lên đấy nặng đừng hỏi luôn mọi người ạ. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý cô bác anh chị và mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong thôn Đề Làng 2 thuộc xã Giàng Chu Phìn, huyện Văn Bàn, Hà Giang. Ngay từ dưới đây là bà con đang bắt đầu tổ chức làm tuyến đường rồi. Phần đá dưới kia bà con đang được chuyển ra để đập ra để sát đá, cũng như là sử dụng cái đá 46 để giải mặt đường. Hôm nay ông Dìa kết thúc mình là mua một can dầu ở đây. Can này là mua hết 610.000. Mình có mua thêm một bịch khẩu trang 50.000 là hết 260.000. Cái dầu này thì là chắc là sẽ để xuống dưới này, ở trên này thôi. Chỉ vì là sẽ chuyển xuống dưới cái nhà dưới này để gửi nha. Để bà con sẽ là sát một cách dầu của đá ở trên này. Đây là con đập này. Này. Trên này thì là những cái phần đá dương ấy, những cái viên đá là nó không dính vào đất ấy, mà bà con sử dụng được búa với nêm để đập ấy, thì là đã đập hết xuống dưới này rồi. Đấy, làm tít từ trên cao cái xuống này. Đập nó nhỏ ra xong rồi hất xuống cái đường bê tông phía dưới này. Thì chỗ này nó bắt buộc là phải sử dụng nó để sát. Sát sau đó là với có cái đá để xây cái phần kè này. Mình cũng có nói là sẽ đổ là từ trên xuống dưới, không đổ từ dưới lên trên. Bởi vì ngay phía đằng sau này đã có một cái nguồn nước rồi. Những cái tảng đá to này còn lại là sẽ sử dụng là để kè. Cái này là anh em đã dọn hết rêu riết rồi. Đập hết những cái phần đá nó lởm chởm ấy để lấy cái phần mặt bằng cho nó kè lại cho nó to. Nói chung là và khi thông báo được hỗ trợ làm tuyến đường này bà con đấy phấn khởi lắm mọi người ạ. Bởi vì là dù sao ấy, trong cái thôn này thì xa nhất trong cái điểm trường ở trước kia và khu vực chùa lúa này là chưa có cái đường bê tông đi vào. Xe cộ thì bà con đi gần như là sáng mang ra tối mang vào thôi. Bởi vì nó đi vào trong cái con đường ra trong kia là nó hại xe lắm. Như cái con đường ở trong chùa lủng trên ấy, cái anh trưởng thôn ấy. Và bây giờ anh ấy nghỉ việc rồi. Mình hỏi là từ ngày mà có xe máy, mà biết đi xe máy thì anh bảo là hay mất 7 cái xe máy rồi. Cho nên là cái đường đá này đi nó cực kỳ hại xe luôn. Anh gửi thông báo với mình là có 8 anh em làm. Trong đó là có 4 anh em đập đá, 4 anh em là làm kè. Thì hôm nay chắc là có 4 người ở đây thôi, 4 người kia nghỉ. Khi tới là xây kè là có 4 người. Sau thì là có 4 người là cũng đập đá luôn. Nói chung là chất lượng công việc thì đến ngày hôm nay là cái tiến độ cực kỳ là tốt. Buổi chiều hôm qua bà con bắt đầu làm từ một buổi cho nó hôm nay làm cả ngày. Không biết có anh cán bộ thương ở đây mấy anh em này có nói cái cổ thông không. Ở
Em chào mấy anh em nhá. Hôm nay có may bên thôn không có ai vào à? Không. Thôn đội trưởng này, công an viên này, không ai đi theo à? Không. Không à? Dạ. Anh là làm từ hôm qua chứ, hay là hôm nay mới ra? Hôm qua ạ. Hôm qua đã ra rồi đúng không? Dạ. Cái đá này là để nghiền một đá đấy phải không? Không, không đá này. Sân khe ấy chứ. Dạ. Ừ. Phải làm hai điểm để nghiền một đá đấy nhỉ. Không là đi chở một đá trên kia xuống là vất lắm. Không, bề kia là bọn em là nó khác. À. Ai ở dưới máy nhá? À, ông chủ máy. Ông chủ máy à? Hôm qua cái bãi đá trên kia đập phải còn mấy người? Bốn người ạ. Bốn người. Thế còn bốn anh em là khác đi lấy đập đá để làm kè các khác. Dạ. Ừ. Thì giao cho ai quản lý cái hộp khẩu trang với cả ấy nhở, với cả kính đeo nhở, không là sợ đá nó văng vào mắt ấy. À. Ừ. Em làm đưa cho em cũng được. Em làm nhá, thì em cầm đây nhá. Để mai cho anh mua thêm khẩu trang. Đây có bốn anh em hay là mấy anh em làm cụ thể? Bốn anh em à? Vâng. Giao cho bốn cái kính này nhá, không được làm mất đâu nhá. Vâng. Ừ. Không được làm mất hay làm hỏng đâu, bởi vì cái này đeo lên mắt thôi, không bao giờ hỏng được. Vâng. Đấy, anh em đeo bốn cái kính này vào. Vâng. Cái lúc mình đập đá, lúc bê như này thì không cần. Vâng. Vâng, mình kia à. Vâng, thử ngủ. Vâng, cái tài xung tâm là tí bé chỗ thì kia nhá. Hai rộ mà. Anh em thích dùng găng tay cao su hay là găng tay vải? Dạ, tay vải cũng được. Cái găng tay mà màu xanh xanh đó. Vâng. Găng tay đấy à? Vâng. Ở găng tay đấy thì nhanh chắc á. Nhưng mà nó có cao su bê cũng dễ nhỉ. Găng tay vải nó hơi dày. Vâng. Xuống dưới kia đấy. Máy em làm nhé. Vâng. Em dựng dưới máy này. Mang ở đây là chiều nó mát. Đỉnh núi bên này nó cao lắm mọi người ạ. Đấy, mặt trời nó săn rất kia là bên này dịu, anh em làm nó vất. Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả ốc chó và hoa đu đủ khô nữa. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt, đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chung nhá, khi mà rất ít các bà con tận dụng nhá, không những từng cái hốc đá một để trồng ngô nhá. Cái lối đi vào nhà ấy, hai bên là đi trồng chín hết rồi. Ngô này nó đến thời điểm này còn chưa thấy có bắp này.
cho chú nhá. Chuẩn bị cho công việc xây nhà, thì bố chú đã dọn hết tất cả thứ ở đây rồi. Đã biết là cái nào chẳng nào chú nhập được rồi chú nhập hết. Chú ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Rồi, chào cô nhé. Vâng. Rất tốt. Bây giờ tháo chuyển lên kia. Hôm trước kì máy nó xay vỡ hết rồi. Em chở một sách dầu vào rồi nhưng mà để ở trên kia kìa. Lọc đấy là nhớ nói nhé. Anh Nhiên. Dịch gì? Dạ. Dịch hộ anh bảo là anh chở một sách dầu để ở trên kia rồi. À. Thì tí nó xem là bảo anh em nào mang vào đâu gửi nhá. Xong rồi để sát nhá. Vâng. Nhớ cái gì? Thao ít thông to thôi thì kia là cho cháy khó tha được. Thấy thông to thôi. Ờ. Ô, có đi cơm. Con sầu này. Này nó là bò và củ thôi thì này nó là thao tôi thì mà này một lát nào đây rồi để tao mà thao tôi thông hiểu không? Thế là anh em hộ nhau chuyển lên chứ? Vâng. Làm cái đường này là phải hết khoảng tầm 10 xích dầu. Hết tuyến đường này phải 10 xích dầu. Rộng 1.5 mà. Dài tiếp vào trong này gần 2 cây số đấy, không phải ngắn đâu. Là 28 cây này cộng không á? Nó rơi vào tầm 120 khối bột đá. Tại sao này cộng không ở bên trong đó. Thế là lọc thì nó chạm á. Mày nó rộn lóng ra gì đó. Nó lòng bố không nhỉ? Rộn sổ mà rộn ok gì thế? Rộn ok. Rộn ok gì thế? Nhưng mà anh thấy cái này đang không, em tên là gì? Em tên Sử. Sử là ở thôn này luôn chứ? Hay là thôn bên kia? Thôn bên kia. Ừ. Thì anh đang thấy này không hợp lý nhá, đáng nhẽ là hai điểm sát bột đá là phải sát một điểm ở bên trong này, một điểm ở trên chứ. Không, nó điện bên bộ em làm điện bên trên thôi. Thế à? Hai điểm bên này là khác ạ. Hai điểm bên này là người khác làm. Thế là trưởng thôn phân công rồi cái gì? Đúng. Ừ. Ở dưới này, chỗ dưới này nhưng vẫn còn một đá của nhà trường mà đúng không nhỉ? Nên mua tớ, mình gọi ý thì lỗ. Không biết à? Rồi lỗ mà. Mình gọi ý. Thế nên mình đang gõ rồi. Xe đâu? Xe cho mua đến một hàng đi. Xe rồi, chỉ xe mà gầy, giờ gầy tao muốn. Hiểu hết, tí nữa là có mấy người về nào, 2 này, 4 này, 8 người thôi. 8 người ấy ra đi. 8 người thì mới được. Ui. Cái này thì nhẹ cái đầu máy này. Ui. Cái bọn máy là đây kia lên cái máy để sấy rồi nhưng mà để bố rồi. À. Ô. Cứng thế. Cứng quá. Ừ. Đập tôi hạt vào tao. Nó mà ô của ta thì chúng ta đòi có số rồi à. Đó là số cả này xế ý hả? Đó là đợt sống tới tao. Đợt sống và gì?
一点着急，咱弄自己是一点急躁，都是肉呢。我去，这是哪里来的？招的海牛啊。招的海牛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 。招的海
thôi. Ồ, cũng không được à. Lộ dạ, thì thời gian thì cái gì? Chả thứ. Chị. Đâu có cái đầu chụp này vừa, cái này là bao nhiêu đây? Không vừa đâu. Không vừa, lấy cái này này nó không bị tét, không bị tét con ốc ấy. Đúng rồi. Không mà tăng lên với đòn bẩy lên. Gài đây chẳng hạn như cái này này. Đổi nhỏ. Nó phải có cơ tô. Ừ, có không, ý là cái này xong mình gài vào. Cái đầu kia nó bé quá, bình thường nó nối cái tay ra cái lực nó khỏe hơn. Đúng rồi. Bây giờ thì xem tỏ cho thì trôn nhau. Đấy. Tỏ. Bây giờ thì xem tỏ cho thì trôn nhau. Cho thì trôn tỏ là. Tỏ trôn nhau trên thiết thông mà thiết. Nó bỏ đâu chuột thông. Bỏ cho mong tỏ thế. Tỏ. Vì trong nhà là có cái làm nền sẵn này trước là đổi được cái gì đổ con lợn đây. Em Di em vừa gọi cho mình mới bảo ở bên nhà hai ông bà là chuyển tôn với cả tiền vật liệu chứ. So sổ bên kia là đã xong rồi. Thì mình nhớ em đã chở cái máy khoan đá sang bên này. Chúng nghe là nặng, buộc phải chắc ấy. Không những buộc chắc còn phải buộc cân cơ. Chỗ này trơn đấy, đi chậm thôi. Năm thanh niên lực lưỡng. Từ thôi, sao mà hạ xuống đây, sao mà đi xuống dưới không nhắc tiếp. Bước thẳng xuống là không bước đâu. Bà con khỏe thật. Nhưng mình là mình phải để ở dưới đấy. Giờ khiêng lên trên đầu đường. Có 2 cây số chứ mấy.
ý tưởng là bệnh nhân thế à cho plot plot thủ đây chỗ thí cho thí chị ở plot thí chị đây chịu rồi nhưng mà ta giúp mà ta học tổ nghiệp chỉ cực kỳ nhé để bà bán thì yêu thương giúp nữa chị nát nhiều chị cho tóc tiền rồi tới từ từ ô cái tình như được đi xiết này luôn tình tàu cua xưa là ta xưa mà đây mà nhà ở đây mà lâu rồi hết lâu rồi rồi đi là ta anh chị để tôi phải cả chị đi老子去。我是要嘛。
哇，真的哦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 ，
Cơ mà chú bắt gì xíu rồi. Ừ mà em là cái chữ này rồi. Ừ ừ ừ. Nên là thấy bảo rồi. À. Nên khả dễ ở bên mà khả dễ xíu là bao nó bên này thằng đàn hàng nhớ thiên đàn hàng nhớ trong này bên nhiêu trong này nhiêu trong đa tiền bảy đi mà咋了你们说那一天一天没咋现在我走了哦哎哎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 哎那可能老高哈，他只做点哪边，边在老是弄，这个可能就是弄一次，哦，弄了不？弄一次，弄一次，大叔最高。嗯，你塔里边哪点硬啊？嗯。这个大小鱼啊，叫肯定的。你太重了，你那倒倒倒，倒倒，应该发生了。嗯，现在没得鱼，给人家光花。một ngày hốc đá. Tháo cái nào chú? Tháo cái nhà cái này. À không, tí nữa khi nào mình xây thì mình xây nhà lùi về đây. Lùi vào đây cho mình làm cái rãnh nước nữa, cái rãnh 30 phân nữa để nước không chảy vào nhà. Mình lùi vào trong để cái hiên nhà cho nó rộng. Ừ. Cái này là lấy cái máy về về khoan. Có mà, chuyển máy khoan đá vào làm đường ấy, sau đấy thì mang ra đây để khoan. Khoan hết cái nền của nhà chú đi. Thế chú xây nhà có cột hay là không có cột? Có chứ. Có cột à? Để lại hết cột này nhá. Để lại cột chính của nhà mình nhá. Đấy, xong rồi mình xây lùi cái này ra. Đấy, cho nó rộng. Đúng rồi. Nhá, cháu nói lại nhá là không làm bếp ở trong nhà đâu nhá, mình chuyển bếp ra ngoài. Xong mình làm một cái gác ở ngoài nữa để ngô ở chỗ bếp cho nó không bị hỏng. Trong nhà chỉ để ngủ thôi, không nấu cơm đâu. Đúng rồi. Ừ, để một cái bếp là khi nào mà mình cúng ấy. Ừ, cũng Tết cũng tiếc ấy thì mình mới được nhóm bếp trong nhà một tí thôi. Vâng ạ. Ừ. Thế mai người kia làm đường thì có bảo con trai sang hộ không? Có chứ. Chú phải bảo em sang hộ nhá, không để mấy nữa mà mình làm nhà bà con lại đến hộ mình. Vâng ạ. Ừ. Có cũng ở nhà ấy mà. Vâng ạ. Tưởng đi làm công ty. Vâng. Nhưng mà đi về rồi à? Công ty nhưng mà nó về rồi. Có nhiều tiền không? Đi làm được nhiều tiền không? Về làm ngoài thả được 4 triệu rồi 6 triệu. À vâng, thế có tiền mang về là tốt rồi. Đây của nhà của chú đây là phá cái tảng này này. Với cả bên trong này nữa. Cái tảng chú đang cào ấy, ngay kìa. Đấy, phá ra. Chuyển nó đến cái chân hòn đá này mọi người ạ. Đấy, sau đấy là để làm cái rãnh nước. Trong thì cái nền nhà của chú nếu mà một là tôn lên cũng tốn rất nhiều bột đá bởi vì nó đang bị chéo 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 này. Đấy nhưng mà làm được thì có được hỗ trợ ấy thì là sẽ bê tông đến từng hộ một trong gia đình này. Nhà nào cũng có đường bê tông ở nhà nó sạch. Là đường bê tông. Ừ. Mấy anh em chuyển máy lên tiếp trên kia rồi.
Chú Lúa là ngày xưa là học có đi học không? Ngày xưa? Vâng. Có chứ. Học, chú học hết lớp mấy? Học hết lớp 9 thôi. À, mà nói tiếng phổ thông tốt nhờ. Vâng. Học hết lớp 9 là mình bỏ về lấy vợ. Học hết lớp 5 bỏ về lấy vợ à? Vâng. Chú Lúa là năm nay là bốn mấy tuổi nhỉ? Năm nay là 47 ạ. 47 à? Vâng. Ừ, chào em nha. Hả? À, sao tính cho chứ lo lo. Ồ, cho tí rồi. Mà tìm đồ lao đâu á? Ồ, đấy là chỉ lộ. Chú mời mình ở nhà chắc là mình sẽ lên trên kia thôi. À, chú Lúa bảo với anh Pó là tí nó lên trên kia cháu gửi cái tiền dầu mà sát đồ đá nhà chú nhá. Ừ, bảo anh là cứ chuyển máy lên trên cháu lên trên kia chờ. Nhá. Mình đi lên trên chỗ anh em chuyển máy đó. Bởi vì lên là kiểm tra cái phần máy khoan em riêng mang vào ấy. Đi bộ không lên đây cơ, thở ra đến tai rồi. Em Gia chở máy khoan đến, cả em già đấy. Cái kia hai chuyến nữa mới hết nhỉ? Đây, anh giữ cho, giữ cả xe, cả khoang. Cẩn thận nhé, không bật vào mặt. Ca, kéo nó cao quá. Ủa, lúc này đi sang bên nhà anh và không ai ở nhà. Anh với em coi quay phim à? Đây mình đi tha bà mệt quá. Bà mệt quá rồi à? Vâng. Bà uống kiểu gì? Bị đau bụng đi vệ sinh nhiều này và à lại giống lần trước à? Và đau đầu. Dạ giống lần trước à? Vâng. Cái lần trước đi viện này. Vâng. Bên hạ dưới này. Bà bị mấy hôm à? Vừa bị hôm qua, hôm nay anh em mình sắp đi đấy mệt. Đỡ nhưng mà đỡ chưa? Chưa đỡ. Chưa đỡ thì cho đi viện này. Cho để đây. Ờ. Này. Em bỏ ra đi. Bà uống như nào hả? Ra à, bị sốt đau đầu với lại bị đau bụng. Uống thuốc hay là cúng đấy? Uống thuốc đúng. Yeah, tưởng cúng. Uống thuốc là uống hết thuốc đau đầu chỉ còn thuốc đau bụng thôi. Là thuốc đau bụng bây giờ vẫn còn. Hết thuốc hết sạch thuốc đau đầu à? Vâng, hết sạch thuốc đau đầu. Cả ông và bà đều uống. Em mai thì cũng bị sốt nhưng mà tự khỏi, không uống thuốc. Dạ. Yeah. Thế là bị lây à? Gần như là bị lây, sốt lây với nhưng nhau. Nhưng mà bà có ăn được không? Bà cũng không ăn được mấy đâu, bà chỉ còn nấu cháo cho ăn thôi. Cháo ăn khoảng 1 đến 2 bát gì đấy. Thế tình hình liệu phải đưa đi viện không? À, bà vẫn đứng dậy được. Em bảo là nếu mà mai vào nhà hai ông bà ấy, cùng đội thợ vào thì cũng sẽ mua thuốc cho bà để theo dõi một hai ngày nữa. Hôm mai vào mà không khỏi cho đi viện nó không phải theo dõi đâu. Bà có tuổi rồi biết làm sao rồi. Vâng. Mai vào là cho bà đi viện. Ừ. Sáng mai vào xong anh em chia vào đi vào chia nhau một người đưa bà đi viện. Ừ, đau đầu quá. Sao? Đang vợ ấy bảo mà mai anh gọi xe xi vào không? Mai à, mai có xe xi rồi, chắc chắn có luôn. Mua táp vỏ. Yên tâm, mai anh em chuẩn bị xe máy để chở vào thôi. Không, xe máy thì phải gà anh Lử chữa thôi. Tôi cái này để tí anh gọi anh Lử. Mai có xi. Anh em sát luôn chứ,
mang lên là sát luôn nhá. Mai sát luôn thì ừ thế thì thoải mái, anh em sát một buổi sáng thì trong ngày mai là sáng mai là xi vào đến ngã ba rồi. Cho xét xe máy trước. Ừ. Cái này chỉ cần mai thì chắc là chuyển khoảng tầm 30 bao trước, 40 bao trước. 30 bao. Sợ không đủ chuyến nên là phải chuyển vào. Bởi vì là tiện, thứ nhất là chuyển vào như này. Bởi vì là xem bên chỗ nhà ông bà ấy thì là còn không biết là còn có phải lấy thêm không. Chắc lấy thêm còn tầm chục bao là đủ rồi mọi người ạ. Cái thước mét rồi. 10 đến 5 đến 10 bao thôi là đủ rồi này. Thì để làm. Ơi. À. Mang về rồi đúng không? Cái này đấy mình tính cho nó không, con số nó tròn là 1.500 mét, một cây số rưỡi đi xuống dưới kia. Đá cứng. Đá cứng mà. Số đá dưới này không phải dùng đá nhà chú lúa, đá là đá xanh, cứng. Bây giờ mang bộ nêm ra thì đầu tiên là bảo anh em là phải những cái nào mà đóng được nêm ấy, phá được ấy là đóng nêm trước xong về khoan. Chứ không anh em cứ tận dụng máy khoan là tốn kém lắm. Đây này có lỗ đây đục nó ra rồi. Ừ. Này trên này cả trên này cũng có. Chuyên gia phá đá ở đây rồi. Dưới kia mấy anh em đang khiêng nốt cái đầu dưới với cả cái chân máy lên nữa là xong rồi. Chờ anh em lên đây là để bàn giao cái máy khoan đá này. Đấy là xách dầu nữa. Ấy chú lúa nhà mọi người kìa đang hộ khiêng lên này. Anh em nào vừa lên lên lượt một đỡ đỡ mệt đi xuống đỡ chú lúa một tí. Ừ, có một tay cho làm việc khó ấy. Anh em nào hộ một tí. Chú lúa kia lên nào. Xin chào mọi người, hiện tại Cao Nguyên Đá đang có những sản phẩm đó là mật ong hoa bạc hà là 550 một lít, mật ong rừng là 400.000. Các bác lấy từ 2 lít trở lên sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Mình bao gồm ship cả khắp cả nước. Ngoài ra còn có sản phẩm là măng khô, có hai loại măng dối và măng miếng. Tiếp theo nữa là có hạt dổi, quả ốc chó và hoa đu đủ khô nữa mọi người ạ. Ngoài ra ở đây có một sản phẩm rất đặc biệt đó là rượu ngô men lá ngâm với sâm cao. Quý cô bác mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Những sản phẩm của Cao Nguyên Đá bao gồm sẽ có tem và logo của kênh để mọi người có thể nhận diện, tránh trường hợp bị đánh cháo, cũng như là cách đóng gói là rất là cẩn thận, bao gồm là có một phần màng ni lông ở đây tránh trường hợp bị bóc khi trong quá trình ship hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đi bộ cái khiêng từ dưới nhà lên trên này, nhất là cái đoạn đường từ nhà đi lên đấy nặng đừng hỏi luôn mọi người ạ.
Ủa giờ như nó chỉ như chị tuộng. Lòng nó vào chuyện. Ô anh bó không lên à chú? Dạ? Anh bó không lên à? Không lên. Ô làm gì mà chưa lên? À kia kia là đang chuyển đồ lên. Chờ lên để gửi tiền xách dầu cho chú lúa. Cái này nặng lắm, toàn V7 thôi, V dày. Rượu hay nước đây? Nước. Rượu à? Nước rồi. Không có rượu. Làm thế này có rượu thì khổ. Thôi làm thế là khỏi cắt trong cổ lên cho nó cho khổ. Anh bàn giao cho sò quản lý cái máy khoan đá nhé. Để cho anh đang uống nước này. Anh đang uống nước à? Nhà ngay đây gì? Thế tên là anh này tên là gì nhỉ? Anh tên là gì? Tên là sò à? Sùng. Anh Sùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi. Có mấy con rồi? Hai con à? Hai con à? Em bàn giao cho anh Sùng quản lý cho em cái máy khoan đá này nhá. Hiện trạng này. Máy là đầy đủ nhá. Tai này chưa gãy nhá. Ở đây thì trong này cũng có nêm này. Cái này đổ ra. Hỏng thì phải còn xác nhá, không phải mang đi đổi kem đâu đấy. Cái này với cái này là một bộ. Hai bộ. Ba bộ đây, cờ lê các thứ, cái này là để tháo lắp sửa máy. Ở trong này nữa. Trong này có khẩu trang này. Khẩu trang này thì nếu mà phụ nữ mà ra hộ mình ấy để phụ nữ đeo. Còn anh em mình là mai dùng cái khẩu trang mà anh vừa mua nhá, xóa nhá. Đấy, trong này còn cờ lê tô vít này. Đấy, với cả vẫn là còn có cái đầu để đóng nêm này, nhưng mà cái này nó bị cong rồi. Một cần khoan, một mũi khoan. Đây có một cái thước 50m nữa này. Cái này đi để mai vào là sẽ đi đo lại xem cái tuyến đường nó dài bao nhiêu. Để cho mọi người xem có thể lắm được. Đấy. Nêm to. Chỗ này bao nhiêu tiền rồi đấy? Mấy triệu bạc rồi đấy. Em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chỗ này một bộ nêm này là bao nhiêu tiền nhỉ? 180.000. Đây như cái này mới này, chưa dùng này. Đây là một bộ này. Em cứ tính vào bộ thôi nhá. 2 này. Ui, nhiều quá, lộn xộn này. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bộ rồi nhá. Mười. Mười một. Những cái này thì mình sẽ tính riêng, với những cái này nó tù quá rồi. Cái này dùng được này. 12. 2, 4. Đây là đầu mũi khoan. Cái này dùng được này. Cái này là hỏng rồi này. Cái này hỏng này. Hai đầu khoan nhé. Hai đầu khoan. Đầu này đầu mới, nhưng đầu này không phải khoan, không phải là dùng để khoan đá. Mấy cái này cứ xếp riêng ra thì cái này anh em tận dụng ấy, cái đá nào mà có cái khe nứt ấy thì mình dùng búa mình đóng trước. Trường hợp không ra thì mới phải khoan. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 12 bộ nhé. 12 bộ tốt nhé.
Đấy. Anh em dùng thì anh em bảo quản của em nhá. Trường hợp mà hỏng thì sẽ mua thêm. Còn về cơ bản là những cái này thì đều dùng được, những cái bộ nêm to như này đều dùng được hết. Cái gì nhỉ, với cả là cái can dầu, sách dầu kia bây giờ là ai quản lý? Anh quản lý luôn nhá. Ba cái này mới nhất, tốt nhất, để ở đây. Mấy cái này không để vào được, để hết đúng không? Không, để vào đây. Ở đây còn căn xăng, xăng này là xăng pha nhớt sẵn rồi. Mai thì anh em cần khoan thì cứ đổ này trước vào. Mai em sẽ mua thêm một sách 10 lít với cả một chai nhớt vào nữa. Nhá, nhận đủ rồi nhá, quay phim rồi nhá. Anh em bảo quản hộ nhá. Làm tốt để mình giữ còn đi làm cho những cái thôn khác nữa. Anh bó đây ra em gửi tiền sách dầu nè. Ông lỗ mất xe đó à, giờ mai tiên đi. Giờ mai giờ phải luôn cho đi. Giờ to to xe to, bây giờ to xe. Sao mà tôi giờ to to à, sao thế, có đây các sao thế, sao sao như thế. Sao mà thế tu tu tu. Đây em cho thước vào. Ông già hỏi anh ấy là lấy nhà chú rúa bao nhiêu tiền? Ai nhiêu tiền luôn thì hơn 100 này. Ai nhiêu à? 100 gì nữa? 100 này giải ba khóa. Ừ. Trả dầu nhà chú lúa trước, cái trên này thì mấy nữa giả và giả sau. Chính tổ chí 1 triệu rưỡi. Đúng rồi, bởi vì sách kia là sách 30 lít. Đấy 30 lít. Đúng rồi. Cái giả đi 1 triệu rưỡi. Đấy nhá, là hết nợ nhà chú lúa nhá. Tà nhá. Thôi, tà mà bắt tay cái nào. Còn cái này là trả sau nhá. À cái này nhầm, cái này là ấy rồi. Ở nhà đây nhá, bàn giao đủ rồi nhá. Máy khoan đá này, một can đựng xăng đang có dung tích là khoảng 2 lít, hơn 2 lít một tí. Đấy cả một sách dầu 20 lít. Sáng mai là anh em bắt đầu sát đúng không? Thì là mang kính và em mang kính cho rồi, bọc khẩu trang rồi. Thế là mai có bao nhiêu người sát? Vẫn cứ 4 người thôi à? 4 người đúng hay là 4 cái kính rồi nhỉ? Đưa cho thêm. Đưa cho thêm 6 cái nữa nhá. Cho tròn 10 cái nhá, anh em quản lý nhá. Sợ lại có người khác đến hộ ấy, lại thiếu kính. 3 này. 5 này. Kính này là của anh giấu tên ở Hải Phòng, hỗ trợ cho bà con làm đường. 6. Đấy, đây có 2 chai nước, tặng mấy anh em uống nước nữa. Thế là hết rồi. Ba lô là... À đây, 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 có kẹo đây. Kẹo này... đi nóng quá bị chảy hết hết nước ra đây rồi đây này. Mấy thanh niên cho hai cái. Ô tù mà em xin anh. Đúng rồi, còn bạn nào nữa không? Mê không đi ra chỗ đá chơi nữa, đi ra đường bê tông đi. Đây, mấy anh em đang dọn chỗ để lắp máy. Mát rồi nhá. Yeah. Hôm nay thì đã trả cái phần tiền sát bột đá ở nhà chú lúa là hết 1,5 triệu rồi. Về cái phần nhà chú lúa này thì là mai vào trao quà thì các người đá cũng sẽ công bố lại cái danh sách quý cô bác anh chị và mọi người đã gửi tiền ủng hộ nhà chú lúa làm nhà đến thời điểm này là có bao nhiêu tiền. Còn anh em thì đang kê chân máy để chuẩn bị cho ngày mai là sát bột đá và xây cái phần kè từ trên này xuống dưới trước. Ngày mai thì cũng sẽ là chuyển xi măng vào. Thì đang dự kiến là mai sẽ chuyển khoảng tầm 40 bao hoặc 50 bao mọi người.
quan trọng là xem cái phần cước phí nó có cao, nếu mà cước phí nó rẻ thì có thể là chuyển dần chuyển dần. Chứ bây giờ chuyển vào mà chưa đổ được luôn nên sợ xi măng nó chết nó hỏng. Thì cái phần kè sẽ được giao cho chia làm hai tổ. Đấy, tổ trên này là 4 anh em là làm. Còn khu vực trong dưới kia thì là tổ khác, là tổ giữa ông anh Pó, bố của cháu Bình ấy. Em Dìa thì lúc nãy chuyển máy sang đây xong cũng đi về nhà là để nấu cơm rồi. Anh em đã ăn cơm rồi mọi người, gần 4 giờ kém rồi. Bây giờ là 3 giờ 10, nói chung là đi suốt không có thời gian ấy. Cô cũng nhắn tin bảo chưa đấy gửi mật ong cho cô à. Thế mong mọi người là thông cảm, nhiều khi là chậm chậm một chút. Bởi vì anh em đi bản từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Ờ, mấy anh em làm nhá, em về trước đây. Mai là có xi măng nhá. Cháu đi về nhá chú nhá. Cháu còn chở đi nhà. Vâng, vâng. Để mai mai cháu vào nhá. Mai cháu vào nhà chú nhá. Rồi chào mấy anh em nhá. Vâng, chào chú. Đấy, đổ được cái đường như thế này đi lại nó thoải mái mọi người ạ. Bây giờ là về nhà em Di ăn cơm chiều, sau đó là anh em còn đi xuống dưới nhà chú lúa khuyết tật đó mọi người ạ. Chuyển quà của các cô các bác vào. Mấy thanh niên này chào mình nhanh lắm, vừa về đến nơi đã cháu chào bác cho chú rồi. Đang chơi gì đấy? Tay nào, tên nào? Nghịch đất. Thanh niên, bỏ thuốc lào chưa? Bỏ rồi à? Anh vào mà thấy hút thuốc lào nữa là không được đâu nhé. Như nào? Cháu gì? Cháu gì nhỉ? Cháu gì? Cháu xin chú. Cháu xin chú. Đủ. Cháu xin bác. Ừ. Dũng. Cháu xin chú. Ừ. À, em bé này. Thanh niên. Bác. Ừ, đúng rồi. À, thanh niên này nè. Ăn kẹo đi để quên quên thuốc nhỉ. À, con nô. À, con trơ nhà em dưa con út này. Nào, khoanh tay nào. Khoanh tay vào. À, cháu chào bác. Ui, hôm nay nói này. Thế giờ thôi, thế sao trời sắp mưa là đúng rồi. Mọi lần vào cứ cười hề 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 đó. Xem mà chú Diên nấu cơm đến đâu. Toán đi nghịch đất thế này à. Chợ nó tha này. Em xin anh. À, em xin anh à. Cháu xin bác chứ. Cháu xin bác. Ừ. Để em ria với cả bọn em quay phim bên mình. Nóng quá. Lúc này ngồi bếp khó. Dán, bây giờ đến tiết mục dán trứng hay là gì đây? Vâng. Đây anh em chuẩn bị cơm mà ăn cơm rồi mọi người ạ. Hôm nay anh bảo vì lấy cái găng tay chống nắng cho anh để đâu rồi? Không thấy à? À, hôm qua để ở đây này. Hôm qua mình đưa con gái vào đây chơi mọi người ạ. Chơi với con nhà em Dìa. Cho đi lên hái đào các thứ. Đen đi, đen bị ố. Em từ nhỏ đến lớn có bị ố đâu.
Không về hỏi vợ anh nhá. Vâng vâng. Cái đấy ở trên này không bán thì phải đặt trên mạng mấy ngày mới về. Đi hôm nay một tí, người thành hai khúc rồi. Sắp mưa rồi anh nhỉ? Sắp mưa rồi. À không thì như này. Bây giờ mấy anh em ở lại ăn cơm thôi. Anh chắc anh đi ra huyện trước. Ừ. Ra xem lại cái quyển sổ xong thống kê lại cái vật liệu ở trên nhà của ông bà ấy để chuẩn bị công khai danh sách với các bác. Còn mai mua quà rồi xem thuốc thang cho bà như nào nữa. Nhanh gì? Em đi về đến bây giờ em biết bao nhiêu lâu rồi không mà nhanh. Bếp ga thì nó nhanh. Không có bếp ga, bếp củi củi bây giờ hết sạch rồi. Nhà chỉ đun bằng cái cây lanh với mấy cây củi cành thôi. Đấy, gió vù vù rồi mọi người ạ. Không biết là anh em có kịp để đi xuống nhà chú lúa không nhé. Không, mình xin phép là cũng dừng video tại đây thôi. Thôi xin chào và hẹn lại mọi người nội dung video sau. À, qua video này cũng mong là nhận được cái sự ủng hộ quý của bác và mọi người là ủng hộ thêm bà con nhân dân trong thôn Đề Làng 2 có thể là làm một cái tuyến đường đi vào trong nhà. Anh em chuẩn bị ăn cơm. Xin chào mọi người.